Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ nói đến cho các bạn một vấn đề, đó là về mua các bạn có thể mua băng cassette trắng ở đâu tại Hà Nội. Thì như các bạn đã biết là khi mà những chiếc Ocean CD ra đời thì đã dần thay thế lên những hoàn toàn cho việc sử dụng băng cassette. Vì việc sao lưu lưu trữ hay là bảo quản những file nhạc thì đã gần đến đây là dễ dàng hơn rất nhiều so với là băng từ. Và cho đến bây giờ thì vẫn còn rất hiếm người nghe nhạc bằng băng cassette. Chính vì thế mà những địa điểm bán băng cassette trắng cũng tương đối là ít ỏi. Hiếm ít nhưng không phải là không có. Và nếu như các bạn có nhu cầu muốn mua băng cassette trắng tại Hà Nội để ghi nhạc này, hay là sưu tầm, thì có thể liên hệ với shop Nhật Việt, một địa chỉ order hàng Nhật uy tín nhất nhì hiện nay để sở hữu những chiếc băng huyền thoại này. Rất nhiều bạn trẻ thì hiện nay là có xu hướng hoài cổ, thích và đang có dự định mua những cái băng cassette trắng. Nhưng mặt hàng này thì lại quá hiếm và các bạn không biết mua ở đâu. Vậy thì các bạn có thể liên hệ với shop Nhật Việt qua số hotline 0983 131 528 để có thể mua được băng cassette trắng theo đúng ý của mình. Và để mua bán băng cassette trắng nhanh, và các mặt hàng khác một cách nhanh chóng, dễ dàng nhất thì shop Nhật Việt sẽ cung cấp những dịch vụ order mua hộ băng cassette Nhật, băng cassette trắng với mức giá tốt nhất, thủ tục thì gọn gàng và cho hàng nhanh đến tận tay mọi khách hàng. Đây chính là băng cassette trắng Nhật Bản 100% nguyên bản của shop Nhật Việt nhập về. Và tại sao các bạn lại phải chọn băng cassette Nhật? Tại vì băng cassette trắng chất lượng cao đến từ Nhật Bản, phục vụ ghi âm hàng chất lượng cao, phân phối chính hãng, sợi băng thì sản xuất tại Nhật, dây chuyền lắp ráp hiện đại, được thiết kế tối ưu để ghi âm đa phương tiện, để âm thanh trong trẻo và được tận dụng trong sao ghi nhạc cũng như là các ứng dụng âm thanh chuyên nghiệp khác, và thiết kế phục vụ riêng cho việc ghi băng thường xuyên với tuổi thọ cao. Nhưng mà khi mà sử dụng băng cassette trắng thì chúng ta cũng cần phải lưu ý, đó là không tua băng thường xuyên, không dùng tay chạm vào phần dây băng từ bên trong, không thu âm chồng chéo nhiều lần trên cùng một đoạn băng thì sẽ gây ra hiện tượng là bị loạn dữ liệu hoặc là không thể ghi âm. Và các bạn phải bảo toàn ở nơi khô mát này, chạy ánh nắng trực tiếp và không để ở những nơi có nhiệt độ cao nhé. Và chúng tôi shop Nhật Việt chuyên mua độ hàng Nhật, chuyên mua hộ hàng Nhật về Việt Nam 24/7, giúp các bạn có thể tìm được những sản phẩm ưng ý này. Và các bạn có thể gửi yêu cầu cho shop Nhật Việt theo 4 cách để shop có thể báo giá và order giúp bạn. Một là gửi link vào mail shopnhatviet.com@gmail.com. Hai là chat Facebook với shop theo đường link facebook.com/order-hàng-nhật-bản. Ba là đã gửi đặt hàng online tại shopnhatviet.com/đặt-hàng. 4 là bạn có thể gọi điện cho shop qua số hotline 0983 131 528 hoặc là chat Viber, Zalo với shop. Và kể từ năm 2010 đến nay thì shop Nhật Việt chuyên nhận order vận chuyển hàng sách tay từ bên Nhật về Việt Nam và ngược lại. Nếu như bạn có nhu cầu thì hãy liên hệ đến số 0983 131 528 để được tư vấn trực tiếp.